Âm nhạc thì sử dụng âm thanh, thì là âm thanh nó sẽ có những cái tính chất vật lý như sau. Thứ nhất là cao độ, cường độ, trường độ và âm sắc. Cao độ chúng ta sẽ có là cao thấp, nó chính là tần số âm thanh thôi. Cường độ to nhỏ, trường độ dài ngắn. Âm sắc thì chẳng hạn là tôi thì giọng như này, Bảo giọng khác, hoặc là Thu Phương hát thì nó khác, Phương Thanh hát khác. Đấy. Rồi cái cây guitar này âm thanh nó khác. Rồi piano âm thanh nó khác, violon nghe âm thanh nó khác. Đấy, mặc dù là cùng gảy một nốt nhạc, ví dụ như thế. Đấy là âm sắc. Đối với cả cái hình 1:1 này thì nó nói về là thứ tự và khoảng cách của các cái nốt nhạc. Thì thực sự ra đây là nó đang nói về là về cái tần số của âm thanh thôi. Các cái tên gọi là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do này, thực ra bản chất của nó là tên gọi của các tần số âm thanh. Âm thanh ở trong cái con người nghe được ấy, là ngưỡng nghe con người là từ 20Hz đến 20.000Hz. Đấy. Không, không phải là cái nốt cái âm thanh nào, cái tần số âm thanh nào cũng được sử dụng trong âm nhạc, mà người ta chỉ sử dụng một số thôi. Đấy. Tiếp theo nữa là như này, nó sẽ có là từ thấp cho đến cao, nó khác nhau từ thấp đến cao. Vậy là người ta sẽ có thể là sắp xếp các tần số từ thấp cho đến cao, từ cao xuống thấp, và đặt tên cho nó. Cái việc đặt tên của hồi xa xưa thì người ta tên là La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nhưng mà trong cái âm nhạc hiện tại bây giờ thì người ta sử dụng là các cái 7 ký tự đầu tiên của bảng chữ cái alphabet để đặt tên cho các nốt nhạc. Ta sẽ có là A, B, C, D, E, F và G. Là đủ A, B, C, D, E, F, G. Đủ 7 ký tự đầu tiên bảng chữ cái alphabet. Và đồng thời là 7 ký tự đấy nó đều được sắp xếp rồi. Tạm này nào. Tiếp theo, làm như thế nào để nhớ được thứ tự của các cái nốt nhạc này? Thì thực ra mọi người hồi xưa từng học ấy, học thì đều chỉ nhớ đến là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si trong cái Do, đúng không? Nhưng bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là từ La. Thì để làm nào để nhớ được thì ta sẽ nhớ là A, ký hiệu A, A La, A La, A La, A La, A La. Thì A La này ấy, nó sẽ giúp cho mình nhớ đến một cái vị thánh mà Bia Đen hồi xưa tôn sùng, hay là người đạo hồi tôn sùng là thánh A La. Thì mình chỉ cần nhớ A La là được rồi. Từ A La rồi thì là A La, B là Si, C Đô, Cờ Đô. Đấy, cứ thế mà lên nó đến Đô rồi thì bắt đầu là dễ thôi. Nó sẽ như thế. Đấy, mình chỉ cần nhớ là đúng cái A La. A La, B, Si, C Đô. Tiếp theo về các nốt nhạc này thì về cơ bản của nó là nó khác nhau, nó độ cao khác nhau. Vì nó có độ cao khác nhau cho nên là cái thằng cao hơn nó trừ cái thằng thấp hơn, nó sẽ có khoảng cách. Giống như tôi cao 1m65, Bảo cao 1m70, hoặc là ai đó cao 1m75, trừ đi nhau nó sẽ ra khoảng cách. Thế khoảng cách để đo đạc như thế, chúng ta sẽ có là đơn vị, nó là đơn vị đo khoảng cách. Nhưng mà đối với cả đơn vị đo ở trong âm nhạc ấy thì người ta sử dụng đó là cung. Tên gọi của nó là cung. Và đơn vị đo nhỏ nhất ở trong âm nhạc là một nửa cung. Nó là cái mà như thầy Phong đã nói là làm cho người có thể nghe thấy là rõ ràng nhất sự thay đổi hôm nay. Đó, nửa cung. Thì các bạn nhìn sang cái thước kẻ này. Cái thước kẻ này chúng ta sẽ có ở đây, nó sẽ có 3 loại vạch. Cái vạch đầu tiên là cái vạch dài nhất này, nó sẽ là vạch cm. Cái vạch thứ hai ngắn hơn tí là vạch nửa cm. Cái vạch thứ ba ngắn nhất nó là vạch mm. Cái thước kẻ này đơn vị nói là đo khoảng cách mà nhỏ nhất của nó chính là 1 mm, đo chính xác nhất là 1 mm. Bây giờ ta giả sử như ta tẩy hết toàn bộ cái vạch mm này đi, thì lúc đấy chúng ta sẽ còn chỉ còn có cái vạch là vạch cm, vạch nửa cm thôi. Lúc đấy cái thước kẻ này nó sẽ đo là được cái khoảng cách đó là một nửa cm. Đấy. Tiếp theo ta sẽ vấn đề là bây giờ chúng ta đối với cái thước kẻ này, chúng ta sẽ nhìn về vị trí là từ 1 cho đến 2 cm chẳng hạn. Thì bây giờ là cái vị trí nằm ở giữa này nó sẽ được đọc tên như nào? Bình thường chúng ta sẽ đọc tên của nó sẽ là 1 cộng với cả 0,5 cm đúng không? Nhưng mà rất ít người đọc nó là 2 trừ đi 0,5 cm. Hoặc là người ta hay đọc là 1 cm rưỡi.
Đấy. Cái vấn đề của nó là như vậy. Thế thì bây giờ này, rõ ràng là với cái thước kẻ này, sau khi ta đã tẩy hết cái mi mét rồi thì cái đơn vị đo nhỏ nhất của nó chắc chắn nó chỉ là một nửa thôi. Đấy, với cả những cái chỗ vị trí ở giữa này thì chúng ta sẽ có là nó sẽ ghi là 1 cộng 0,5 hoặc là 2 trừ đi 0,5. Thế bây giờ rõ ràng là đơn vị đo nhỏ nhất, đơn vị nhỏ nhất của nó là 0,5 rồi, thì người ta bỏ luôn cái 0,5 đi. Lúc đấy ta sẽ có cái vị trí ở giữa này, nó sẽ là 1 cộng hoặc là 2 trừ. 1 cộng hoặc là 2 trừ là bên này. Đấy. Thế bây giờ ta sẽ xem sang bên cái phần âm nhạc của chúng ta. Cái vị trí, cái đơn vị đo nhỏ nhất, khoảng cách nhỏ nhất ở trong âm nhạc đó là một nửa cung. Các bạn sẽ nhìn thấy lượng si đô này, nó cách nhau nửa cung. Thế bây giờ giữa la và si này, nó cách nhau một cung, thì phải có một nốt nhạc nữa ở giữa. Nốt nhạc này được đọc tên như nào? Thì theo đúng như quy tắc ở bên cái thước kẻ thôi, chúng ta sẽ có là nếu như đọc tên theo cái nốt ở dưới thì nó sẽ có là la thăng, thăng lên một nửa cung, hoặc là si giáng xuống nửa cung. Nhưng ta biết chắc chắn nó là một nửa cung rồi thì ta bỏ xứ nửa cung đi, vậy suy ra là ta có la thăng và si giáng, có vậy thôi. Đấy là về giải thích về cái vấn đề về nốt nhạc. Như là chúng ta tiếp theo nữa là này, ở đây ta có nốt la, ở đây ta có nốt la. Thì thực ra này, hai cái nốt la này về bản chất, về tần số âm thanh của nó gấp đôi lẫn nhau. Đấy. Tiếp theo đến cái nốt tiếp theo là si này, lên trên này nữa sẽ có một cái nốt si nữa. Những cái nốt si đấy, tần số âm thanh nó gấp đôi cái nốt si ở dưới này. Có nghĩa là các cái nốt nhạc này nó đều có quy tắc, là nó có quy luật cả. Nó cũng giống y hệt như cái thước kẻ này. Chúng ta nhìn cái thước kẻ này, chúng ta sẽ có là từ 0 này cho đến chỗ này ấy, nó không phải là 10 đâu mà nó là 10. 10 có nghĩa là gì? 10 là nghĩa là số 0 lặp lại lần thứ nhất. Trong âm nhạc, cái số chu kỳ đối với cả cái thước kẻ này sẽ số chu kỳ nằm phía trước. 10 chúng ta sẽ có là 1 nằm phía trước. 11 số 1 lặp lại lần thứ nhất là 1. Số 2 cái đoạn này thì nó không có ở đây thôi. Đấy thì trong âm nhạc nó lại buồn cười cái nó sẽ là cho là số chu kỳ nằm phía sau. À, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có ở đây là A này, A2 ạ. Thì trên này chắc chắn là A3. Đấy, đây là B2 ạ. Thì trên nữa này nó sẽ là phải B3. Số chu kỳ nằm phía sau. Nó hơi khác với cả những cái thứ khác một chút. Chính vì vậy nó sẽ giải thích là tại sao mà ở trong cái phần mà các cái dây đàn như này. Thì dây đàn, dây ở trên cùng ấy, nó là cái dây trầm nhất, nó là dây mi 2. Đấy. Okay. Nó sẽ tương ứng với cả việc mình sử dụng một cái chương trình chỉnh dây đàn. Mình sẽ gảy lên cho các bạn xem. Nó sẽ nhìn thấy E2 đúng không? Như này nó đang thấp hơn tí, mình bật lên, nhằm tiện chỉnh luôn. À, hơi cao. Khi nào nó xanh. Đấy. Tiếp theo, dây tiếp theo đó là La2. A2, bạn nhìn thấy không? Tiếp theo D3. Xanh như này nghĩa là đúng. G3. Đây nó hơi cao tí. Nghĩa là son 3, nghĩa là son chu kỳ 3 thôi. Ở đây là C3. C của chu kỳ 3. Và cuối cùng đây là Mi chu kỳ 4. Đây là cái cách để mình chúng ta có thể chỉnh dây luôn. Thế bây giờ thử xem là cái dây cái Mi 3 nó nằm ở đâu. Thì chúng ta Mi 2 nè, đúng rồi, Mi 3 nằm ở đâu thì bạn nhìn xem. Nó chính là vị trí ngăn 2 của dây số 4 này. Có vậy thôi. Đấy, thì đây là cái cách để mình sử dụng cái chương trình để chỉnh dây luôn. Mình cứ vặn cái số chu kỳ càng cao thì nghĩa là tần số âm thanh nó càng cao thôi. À, khi các bạn nhìn vào đây nhé, các bạn nhìn thấy này, ví dụ mình sẽ gảy, các bạn nhìn thấy không? Có tần số ngay ở dưới đấy, 82.9 Hz. Tiếp theo đến cái mi tiếp theo này, nó là 330. 330 Hz. Thế bây giờ mình thử tính nó là mi 4 đúng không? Thế bây giờ này nó không có cái
Đây, thầy cô đây rồi. Đó, bây giờ mình sẽ xem lại này. À, hồi nãy ghi sai. Nhìn sai. Nó là 82,6 Hz nhá. 82,6 Hz. 82.16. Bây giờ mình nhân với 2. Nó sẽ ra là Mi 3. Mi 3 ở đây nó sẽ là 160. Nó đến 165 Hz. Tầm đấy. Đấy. Và tiếp theo 165 Hz mà mình nhân với cả 2 thêm lần nữa thì mình sẽ có là cái Mi số 4. Cái Mi số 4 thì đúng là 330 Hz luôn này. Mà đấy không? Đấy. Cơ bản nó là như vậy thôi. Số chu kỳ càng cao thì âm thanh nó càng cao. Đấy là về phần thứ tự và khoảng cách các nốt nhạc. Thì bản chất của các bạn nên phải học là phải nhớ được là thứ tự từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Chẳng ta đọc là do re mi fa sol la si do, đọc ngược lại được do si la son fa mi re do. Cái này dùng làm gì? Với cái này ấy, chúng ta sẽ có thể tìm được các cái nốt nhạc ở trên các cái nhạc cụ khác. Ví dụ chúng ta sẽ thử tìm là piano, keyboard đi. Mọi người nhìn thấy ở trên piano nó sẽ chia ra các cái cụm, cụm là hai phím đen, cụm ba phím đen, cụm hai phím đen, ba phím đen. Thực ra bản chất là nó cũng giống như hệt như ta là cứ hai phím cạnh nhau thì cách nhau một nửa cung. Hai phím cạnh nhau một nửa cung. Ví dụ như phím trắng này cách cái phím đen này một nửa cung, cái phím đen này cách cái phím trắng dưới này một nửa cung, cái phím đen, trắng này với đen tiếp theo một nửa cung, nửa cung. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, có cái chỗ này là chỗ hai cái phím, có nhìn hai phím trắng này cạnh nhau, chứng tỏ nó cách nhau nửa cung. Nó cách nhau nửa cung như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó hoặc là có thể là mi fa hoặc là si do, rất đơn giản vậy thôi, hoặc mi fa hoặc si do. Nhưng mà mình giả sử có 50-50 mà, mình giả sử thôi, giả sử như đây là si, đây là do, chúng ta phải có đây là si, đây là do, si do re mi fa, nó chết rồi. Hàng này là không được bởi vì nó cách nhau hẳn một cung rồi. Vậy suy ra mình suy luận sang, bây giờ mình sẽ suy luận đây là thế này: mi fa son la si do, đúng không? Si do cách nhau nửa cung đây, chính xác. Vậy trên cái cây piano ấy, cái việc mà tìm nốt nhạc ấy nó rất dễ. Nó dễ là như nào? Nó dễ là ở giữa hai phím đen liền nhau chắc chắn là nốt re. Mọi người có thể nhìn qua đây, ta sẽ có si do re mi fa giữa hai phím đen liền nhau chắc chắn nốt re. Cùng với phương pháp này, nếu như ta thuộc được thứ tự và khoảng cách các nốt nhạc thì khi mà ta có một cái cây đàn của một cái nhạc cụ khác, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cách này để suy luận tìm ra các nốt nhạc còn lại. Bản chất là như vậy thôi. Thì trong cái video clip này thì là mình chỉ muốn nói với mọi người là này, cố gắng học thuộc thứ tự và khoảng cách các nốt nhạc. Có vậy thôi, nó cũng giống như là cái thước kẻ thôi. Chẳng qua là nó khác với cả những thứ khác là hai cái vị trí này tự nhiên nó lại cách nhau có nửa cung, nó làm cho mình bị rối. Nó không đồng đều, nó không đều đặn như kiểu cái thước kẻ là cứ chằng chặn là 1 cm. Hai cái thứ khác cách nhau là vuông chằng chặn luôn.
nhưng mà với cả nhạc thì nó lại là chia theo kiểu slide này. À, nhân tiện mình nói luôn, tại sao lại thế? Thì với cả cái piano này ấy, là piano âm nhạc ấy, nó không phải nó chỉ không dành cho người bị khiếm thính thôi, nhưng mà người khiếm thị người ta vẫn có thể chơi được nhạc. Cho nên khi mà người ta chạm vào cái cây piano này là người ta có thể là với cái việc mà sắp xếp cái dàn phím mà hai đen với ba đen, hai đen ba đen này, là người ta sờ tay vào người ta cũng biết được rằng đấy là nốt gì, nhắm mắt vào mình có thể biết được đấy là nốt gì, cơ bản nó như vậy thôi. Chỉ trên đây là mình nói lại cái phần mà của thầy Phong nói vừa nãy, mọi người có thể là sẽ hơi khó hiểu tí. Thì có gì mọi người cứ hỏi qua Telegram. Xin chào.